tổng hợp những món ăn mà khi vào đông ở Hà Nội chắc chắn bạn nên thử. Đầu tiên là món tủ của mình nhá, bánh đúc nóng Thanh Tùng ở 112 Trương Định. Thật sự thì khi mà gió lạnh cập bến ý, không có gì có thể tuyệt vời bằng một bát bánh đúc nóng hôi hổi vừa thổi vừa ăn như này. Trông món này giống như phô mai phiên bản làm từ bột gạo nhở, dai dai kéo dài, ăn kèm với thịt xào mộc nhĩ và nước mắm. Mà cô chủ ở đây sởi lời lắm nên bán hàng toàn cho mình đây thì thôi, có 20k mà nhiều dã man vậy đó. Khi ăn mọi người nhớ cho thêm giấm tỏi, tiêu và bột ớt để hương vị được trọn vẹn nhất nha. Vào mùa đông làm thêm bát tàu phớ nóng 10k nữa là no nê quên lối về rồi. Mà không biết có bạn nào như mình không, đã cận còn lướt top top nhiều nên cứ phải đi đâu mắt thường xuyên luôn. Tạm thời gác lại chuyện ăn một chút, bây giờ mình sẽ đi cắt kính mới ở kính mắt Anna mới toanh tại 40 Hồ Tụng Mậu, Cầu Giấy. Nhất các bạn trường thương mại với ngoại ngữ nhá. Tính ra đây cũng là cơ sở thứ 25 của Anna rồi, và nghe bảo đây cũng là cơ sở lớn nhất của Anna luôn. Mình hay mua kính ở đây vì mẫu mã đa dạng trendy và quan trọng nhất là giá cả hợp lý. Mình thấy mức giá từ dễ thở đến khó thở đều có. Lượn một vòng chán chê rồi thì bây giờ sẽ lên tầng 2 đo mắt với mình nha. Thề là máy móc xịn sò dã man ấy. Các anh kỹ thuật viên tư vấn cũng chuyên nghiệp, nhiệt tình nữa. Mình sẽ được kiểm tra mắt hoàn toàn free, hên ghê, không có bị lên độ là vui rồi. Thích nhất là lắp kính xong anh kỹ thuật viên trả lại vỏ loại tròng kính mình chọn nên cứ phải gọi là uy tín luôn. Lúc xuống thanh toán đọc số điện thoại mới biết Anna có lưu lại thông tin trước mình từng mua trên hệ thống nên mình lại nhận được ưu đãi lắp mắt kính tặng gọng kính nữa, hời ghê á. Lần trước mình mua kính xong lỡ làm mất cũng được Anna bảo hành từ A đến O. Lượn lờ một chút ra ngoài thấy các bạn nhân viên đang chuẩn bị quá trời bóng bay, hỏi ra mới biết là Anna sắp sinh nhật 8 tuổi nên sẽ có siêu nhiều chương trình như là gọng kính 88 cành này hay là chơi vòng quay may mắn. Nói chung là nhiều lắm, không thể kể hết được. Các bạn nhớ đến Anna để khám phá nha. Người ta còn chuẩn bị bóng cười hot trend tại tất cả cơ sở để các bạn tha hồ check in dinh quà nữa. Đấy, mua kính xong rồi mình lại tiếp tục về với 18 Hai Bà Trưng để ăn súp cua thôi. Một bát full topping như này có giá là 60k, đầy đủ các loại từ ghẹ pha si, trứng bắc thảo, trứng cút, thanh cua, óc heo và cả trứng non nữa. Nói chung là một bát này hai người ăn còn được ý. Ai ăn ít thì gọi bát 25-30 gì đó đều có nha. Nếu mà chỉ ăn súp không thì nó quá là bình thường. Bát súp này ngon bởi vì cái tương ớt này ngon này. Mọi người cứ cho nhiều thật nhiều vào nó mới bùng cái vị cay cay ngọt ngọt vào được, cực kỳ là bắt miệng luôn. Và khi nghe đến trứng bắc thảo thì mọi người sẽ nghĩ là nó rất mùi đúng không? Nhưng mà trứng bắc thảo ở đây béo béo bùi bùi, không hề mùi một xíu nào, mọi người rất nên thử nhá. Trong phần súp cũng có thịt ghẹ thật nhưng tỷ lệ không nhiều đâu, tiền nào của nấy mà. Tóm lại bỏ ra 60k cho một bát súp chất lượng như thế này là mình đã hài lòng lắm rồi. Cuối cùng để kết thúc series những món ăn mà khi vào đông ở Hà Nội chắc chắn bạn nên thử, đấy sẽ là món cháo sườn sụn ba lợi còng ở 39 Hàng Điếu. Chỉ 25k cho một bát cháo sườn ruốc quẩy cực kỳ nhiều sườn thì phải nói là quá xứng đáng, quá rẻ giữa khu phố cổ này luôn. Mình rất thích ăn cháo bột kiểu này nhá, nên là tuần nào của mùa đông mình cũng phải ăn cháo sườn sụn một lần mới chịu. Thịt sườn bên trong cháo vừa nhiều lại được ninh nhừ siêu mềm mới ngọt nữa nên ăn sườn cái miệng ghê cơ. Phần ruốc bên trên thì mình thấy hơi mặn một xíu nhưng tổng quan là món này ngon, bổ, rẻ, ấm cái bụng. Và nếu mùa đông sắp tới bạn chưa biết nên ăn gì thì lưu ngay video này lại để có một mùa đông bớt lạnh nhá. Bây giờ thì bye bye. Đừng quên follow mình và mình đã để link mua đồ ở dưới phần comment nha.